Tôi chọn ăn đó. Mình đi thôi Anna. Chúng ta về thôi. Không được. Chắc rồi, mình để quên điện thoại. Ai lại để gậy bóng chày ở đây vậy hả? Ok. Ôi trời. Kẻ nào đã làm vậy? Anna. Cô ạ, cô phải em. Tại sao lại làm như vậy hả? Anh nè. Cô ạ, em giải thích đã. Không có giải thích gì hết. Cô đã bị loại. Hay quá nha, đẹp quá. Ê. Trời ơi, đi chơi vàng tỷ đây. Cái gì? Cô à, em đền tiền cho cô đây. Với còn 100.000 đô nữa, ở đây chưa đủ. Trời ơi. Mình phải làm tới bao giờ đây? Trời ơi, cái tình biến thái này. Cô đi theo tôi. Làm cái gì vậy hả? Không được khóc nữa. Kẻ biến thái đã để điện thoại. Ủa cái điện thoại đâu rồi? Tiền khốn này. Cô lại làm gì khách hàng hả? Thật tôi ra. Thật tôi ra. Lão thật. Em à, xin mẹ nhá. Dạ. Cận ly. Cận ly. Trời ơi, không biết cô ấy có ổn không vậy? Đi với anh nào, đi giờ đấy với anh. Trời. Hey, yes, stop. Ơi, đây là đâu vậy? Ủa, anh đã. Bông đi, cậu nhìn đi. Cái gì? Anh đã, mình xin lỗi, là mình đã gây ra chuyện đó. Ngày hôm đó mình tập con chuột nên mình đã phá tan lớp học nhạc. Mình xin lỗi, đây là lỗi của mình. Mong mong cậu tha thứ cho mình. Là cậu sao? Anna, mình trả tiền cho cậu nè. Thôi được rồi, chúng ta làm hòa nha. Được. Hey, các người đói chưa? Ăn đi. Tôi cũng đói mà. Giờ còn dám trốn nữa không? Ăn đi rồi ra ngoài biểu diễn. Sao lâu biểu diễn thế nhở? Xin kính chào quý khách. Wow, cô gái này. Wow. Úi giời, được quá nhở. Hay quá. Tiếp tục đi nào. Úi giời ơi. Cố lên nào Anna, mày làm được mà. Xin cảm ơn quý khách. Xin kính chào quý khách. Đâu mất tiêu rồi ta. Ôi trời ơi, hoảng quá. Trời ơi, cháy rồi. Mày làm sao đây? Ôi, xong rồi. Trời ơi, cái cửa chạy hết rồi. Này. Ông chủ ơi, tôi sao cô dám biểu diễn như thế à? Stop. Dừng lại. Ông đừng có làm như vậy. Cô chỉ là một người con gái thôi. Đẹp trai quá. Nghe này, tôi muốn mua con tóc hồng có được không? Ok. Đây. Đó, đi đây. Cái gì vậy? Tôi gửi anh nhá. Tôi gửi anh tiền nhá. Trời ơi, cảm ơn quý khách. Mình đi đâu em? Vậy còn tôi thì sao? Anh
còn cái này tặng em này. Wow, anh tặng tôi em hả? Em biết chưa? À? Hả? Ai đấy? Cho em gặp Anna. Em bị ông chủ hành hạ, ông ấy đánh em đau lắm. Hả? Trời ơi, tội nghiệp quá. Bông đi, cậu sao rồi? Ông chủ đã hành hạ mình, mình đau lắm. Thôi nào, được không được? Đau bụng quá. Hả? Trời ơi, Bông đi, cậu sao vậy? Nè, Bông đi. Mình đau bụng quá, cậu có thể đi mua thuốc cho mình được không? Đợi mình chút, mình đi ngay. Anna là em sao? Ui, cái gì đây? Tại sao cô lại vào đây? Alice, lại đây với em. Bum đi. Anna, cậu giỏi lắm. Tại sao cậu làm như vậy hả? Anna, ta thấy cô rồi. Anna, có mình nhớ. Cậu thôi đóng kịch đi. Mình để quên điện thoại ở nhà và mình đã thấy hết tất cả mọi thứ rồi. Dám trốn à? Đi, đứng lên. Ok rồi. Tới nơi rồi. Đưa cái giày đây. Cô nằm đây nha. Hả? Kia là một cô gái nằm đây sao? Này cô ơi, cô dậy đi cô ơi. Phải mang cô ấy về nhà của mình mới được. Mình đang ở đâu đây? Đây 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 đây, tôi tới đây. Đây là đâu? Đây là đâu vậy? Cô đừng sợ, tôi thấy cô nằm ở ngoài bãi biển nên tôi mang cô về đây thôi. Là anh đã giúp tôi sao? Cái đầu của tôi đau quá. Hả? Đừng lo mà, cô an toàn rồi. Hai người đang làm cái gì vậy hả? Sao cô ấy đứng ấy thơ thẩn một mình thế nhở? Mình nhớ nhà quá. Mình nhớ thành phố quá. Này cô gái, đi cùng với tôi đi. Đây là chiếc thuyền, cô có thể dùng nó để trở về quê của cô. Đẹp quá, cảm ơn Alice nha. Không có gì đâu. Hai người. Trời ơi, sao người mỏi quá vậy? Alice, vậy rồi hả? Chúng ta cùng ra thuyền đi. Trời ơi, làm sao để tôi có thể về đất liền đây? À, tôi có cách rồi. Tôi sẽ sửa lại nó. Wow. For you. Chắc là cậu ấy muốn cầu hôn mình. Bị lừa rồi. Anna, tại sao cô dám ngăn những cấp người yêu của tôi hả? Cô có biết chúng tôi đã yêu nhau bao lâu rồi không hả? Chính là cô mới là người cấp người yêu của tôi. Alice đã yêu tôi rồi. Nếu cô còn gây chuyện nữa, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Ha, xong rồi nhá. Ok rồi. Mình mệt quá. Alice. Alice, anh uống nước đi. Alice, uống nước đi nào. Chuyện gì vậy? À, cảm ơn nha. Tôi không biết bơi. Cái này dài. Phải làm sao đây? Cô ta người biển mà không biết bơi sao? Trời ơi. Cô không sao chứ? Yay! Đi rồi. Tạm biệt nha. Nè, cầm lấy đi. Cảm ơn ông anh nhớ. Tôi gửi tiền ông anh đây. Ủa cái gì đấy? Cái này của tôi đúng. Oh no! Trả cái gì chuyện đây? Đau quá. Trả đây con không? Các người. Các người. Mày chúng ta ơi. Anna, là dây chuyền của em đúng không? Anh trả lại nó cho em này. Cảm ơn anh nha, Alice. Đừng lo. Ừ.
em đi. Sáng chạy bộ thấy khỏe thế. Cái gì đấy? Ôi trời ơi, trời ơi, chạy lại. Hả? Được lắm, được lắm. Em ơi, bình tĩnh nào. Sao vậy? Không hết hoa rồi. Cứ đợi đây. Đẹp chưa, đẹp chưa? Anh đi bán hoa đây. Anh đi nha, nhớ về sớm đó. Hoa ơi, màu lớn nhanh lên. Mẹ của em. Trời ơi, xinh quá đi. Anh đi, anh có tiền nè. Em có chơi gian không? Không, không được, không được, tôi không thể làm vậy được. Chơi gian không? Mà bỏ tôi ra, mà bỏ tôi ra. Cái gì vậy? À, trời ơi, con nhỏ này. Ôi trời. Mày dám cướp chồng của tao á, mày giỏi lắm. Còn nữa, anh không tin gì đâu, con là cô ta. Sàm sỡ anh mày đó. Mày dám về bản chồng tao hả? Tôi không có phải như vậy mà. Tôi không phải như vậy. Tình yêu của em. Trời ơi, hôm nay em đẹp vậy. Anh có tiền nè. Ôi trời ơi, anh à, hả? Hãy lừa cô ta. Để cô ta chuyển hết tài sản cho anh đi. Thằng đó ra là như thế à? Không thể để họ hành động được. Em đi nha. Đi nha, em đi nha. Chồng à. Alisa. Em ạ. À, anh muốn mua cái nhẫn này cho em nè. Anh lúc nào cũng thương em nhất. Không được, đừng lấy anh ta. Ủa, cái gì vậy? Anh ta chỉ lừa dối cô thôi. Anh ta đã ngoại tình với người khác và muốn chiếm đoạt tài sản của cô đó. Cô nói cái gì? Ờ, không có đâu. Cô ta dù không anh đó. Ừ, không phải mà. Tránh ra, đừng có xem vào chuyện của tôi. Hả? Ui, không ổn rồi. Này, sao không? Hả? Mấy người định chơi tôi hả? Không có đâu. Chúng ta đi thôi anh yêu. Trong nhà ấm ghê. Ủa? Cô ta đi đâu vậy? Xịt vô, xịt vô. Ok rồi. Ôi, không bị bắn cho anh đó hả? Tình yêu, anh ăn đi. Thơm quá. Bây giờ ngôi nhà này là của tôi. Tôi sẽ thay vị trí của cô. Oh, no. Em đi. Vậy là cô đồng ý ký rồi nha. Đi đâu rồi? Kéo tôi dây. Kéo tôi dây. Im miệng. Này, mấy đứa này. Người bao giờ tới lại? Bao giờ tới lại? Một xấu xa. Hả? Anna. Xin chào. Hả? Cô ta là ai vậy? Em vào nhà đi. Cô sao vậy anh? Gì vậy? Tại sao anh lại đưa cô ta về đây? Tôi. Hey, tôi được rồi. Chuyện là. Edward, xin anh đừng làm như vậy mà Edward. Trời ơi. Cút đi. Tôi nói chuyện đấy với cô bao nhiêu lần rồi. Cô không phải đang sửa được à? Cho cô một trận. Rồi. Anh ơi, đừng có đánh con gái đấy. Chúng mày đi với nhau đi. Này, cô không sao chứ? Đi cho tôi đi cùng anh nha. Tôi sẵn sàng làm người giúp việc cho anh. Ok. Chuyện là như vậy đấy. Thôi được rồi, cô hãy ở đây đi. Ủa, thiệt hả? Trời ơi. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ. Em à, xem này, anh có quà cho em đây. Cảm ơn anh nha. Cần có để. Cô ta đã ngủ rồi. Ôi trời ơi. Chắc chắn người hôm qua chính là cô rồi. Cô hãy mở cửa đi. Alex. Tôi xin lỗi, tôi đâu có làm gì sai đâu. Nhưng mà tôi vẫn xin lỗi. Anna, dừng lại, em làm gì đấy? Anh còn binh vực của tao. Alex. Hả? Alex, kêu em với. Em không có làm gì sai cả. Được lắm, được rồi. Tôi sẽ tìm ra bằng chứng. Anna. Alex. Cô làm cái gì vậy? Lại đây Alex. Wow. Ôi nhưng mà cũng được. Ừ, em à.
ở mỹ thật đấy. Anh Lệ, gì cơ? Cho mực thẻ ngân hàng của anh được không? À, được 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 được, đây em cầm 3 cái luôn đi. Là tuyệt vời. Mở tới đây. Alex. Thôi kìa. Tại sao? Hai người lại làm như vậy sau lưng tôi? Không. Ôi trời. Cô đi đâu? Ra là cô ở đây à? Anh nhìn đi. Hả? Cô ta. Cô ta chính là kẻ trộm đó. Cô ra bắt cấp bắt trộm sao? Đưa cái thẻ đây. Cô, hóa ra cô là người như vậy. Một cú nó gọi đây. Đi về nha. Bỏ tôi ra. Một cú nó gọi đây. Đi thì đi, sợ cái gì mà không đi. Anh đừng có vác cái mặt của anh về đây nữa. Cô nhớ đấy, tôi không bao giờ tôi về cái mặt cô trên đời. Tôi không nữa. Còn muốn nhìn thấy cái bản mặt của anh. Không bao giờ trở về cái thẻ nữa. Cô nó gọi đây. Trời ơi, ghét tí nó đau hết cả cổ. Tôi đi đây, tạm biệt. Thật tức chết đi mà. Bực thế nhỉ. Úi giời ơi. Anh em ơi, tôi hôm nay có mỗi mình nhà thôi. Đến quẩy á. Đi vô đây à. Mở cửa đây. Chào bạn nhá. Cậu với cả em đã chia tay rồi đây à? Chứ còn gì nữa. Bây giờ em thích sống rồi thì sống nhá. Mình mới hoảng á. Go. Sao bà thắng rất được tôi. Xỉu đó. Tại sao sống mình lại khổ như vậy? Lấy phải người chồng tệ bạc như vậy cơ chứ. Có phải mình đã quá đáng rồi không? Trời ơi, sao trong mình lại xấu xí như vậy cơ chứ? Chân thì nhiều lông. Phải làm sao đây? À, mình có cách này. Chịt lông là xinh ngay. Chân là sẽ không đau đâu. Bây giờ thì bắt cách nào coi. Một chút cánh, một chút môi. Xinh quá. Cục này có được không ta? Trông cũng ổn đó chứ. Trần cũng đẹp trai đó chứ. Anh Hà, anh có muốn nhảy với em không? Trời ơi, anh thích em quá. Cái gì vậy? Em đã, em tới đó à? Anh xin lỗi mà, không phải như em. Trời ơi, cô ấy sẽ không bao giờ nhìn mặt mình nữa rồi. Thôi, dừng nha. Vậy? Nè, nè, làm cái gì vậy? Thôi, các bạn cút hết ra ngoài của tôi. Mai gặp lại nhá. Anna. Hả? Cái gì nữa vậy? Anh xin lỗi em. Tặng em này. Cút đi. Cô sẽ không bao giờ nhìn mặt mình nữa. Thật sự là như vậy. Alex, quay lại đi. Em chỉ đùa thôi. Cảm ơn em. Úi trời ơi, yêu em nhất trần đời ấy luôn. Alex, không biết giờ này rồi mà còn chưa về. Không biết Alex đâu rồi ta. Ui, tại sao lại dám làm cái chuyện này không ai được cơ chứ. Cho anh thơm miếng nào. Alex, ôi vậy nha. Hai đứa làm cái gì vậy hả? Có biết mặt mũi đâu không ạ? Tại sao lại làm cái thứ mà ngoài đường? Mẹ à? Cô nữa, cô không có liêm sỉ gì hết. Đừng mẹ ơi, dạ, đừng cô ơi. Trời ơi, đã có vợ rồi mà còn ngoại tình nữa. Bác ơi, con xin lỗi. Con cầu xin mẹ. Con muốn nói gì? Anna về rồi. Hả? Mẹ, Alex. Anna sao? Em về rồi. Trời may quá. Sao? Chào chị. Em là bạn của anh Alex. Ừ, vậy hả? Chúng ta cùng vào nhà đi. Đi vào nhà thôi mọi người. Phòng của hai người đây.
Mình sẽ loại bỏ cái này. Đây rồi. Này, cái váy cưới này, váy cưới này, cái thứ đăng chết này, mình sẽ phá hỏng nó. Chiếc vòng đẹp quá. Trời ơi, tại sao tất cả mọi thứ lại như thế này? Chiếc vòng của mình đâu rồi? Có ai không? Trời ơi, sao thế con? Mẹ ơi, chắc chắn là của ta rồi. Đây mẹ. Con nè. Đẹp quá mẹ ơi. Con cầm lấy đi. Chúc mừng Anna và Alex. Wow, Anna mày xinh thế nhở. Anna ơi. Nhận hay quá anh à. Tại sao lại như vậy cơ chứ? Hả? Lisa. Cô sao vậy? Lisa, đau hụng cô. Em muốn sao không? Cô sao chứ? Tới giờ phút này rồi mày còn dám ở đây ư? Mày cái con nhỏ này, mau cút ra khỏi đây. Tất cả là do mày làm. Tại sao mày lại phá hoại như vậy? Hả? Trời ơi, chuyện này là sao? Bác ơi, bác tha lỗi cho con. Con không có làm như vậy. Hả? Trời ơi, một cút ra khỏi đây. Anna, làm ơn đi bà, em xin lỗi. Làm ơn đi bà. Thôi được rồi, em sẽ tha lỗi cho anh. May quá, em đồng ý rồi. Cảm ơn con Anna. Bắn hết quần áo rồi. Tức chết đi được ấy. Cái xe khủng khiếp kìa. Kẻ nào ngang nhiên dám chặn đường ta vậy? Cô ta là ai vậy mẹ? Các người đi kiểu gì vậy hả? Ta to ngang thiệt đó. Hai người có biết lái xe không vậy hả? Bây giờ quần áo đi học của tôi bẩn hết rồi. Tôi phải làm sao đây? Cầm số tiền này đi. Đi thôi mẹ. Tức quá đây. Ê là em, bạn làm sao được ta? Cô giáo vào lớp kìa. Chào các em, đây là học sinh mới của chúng ta, Anna. Hi. Trời, là chúng ta có bạn mới rồi. Là cô ta. Chỗ ngồi của cậu nè. Anna, chỗ ngồi của em ở kia. Dạ, thưa cô. Ngồi cạnh tớ này, ngồi cạnh tớ này. Này, cậu có sao không? Mình không sao, cảm ơn cậu. Thằng này nó bị điên à? Cậu đừng có nói cái gì nữa đi. Thì ra, cô ta cũng học cùng lớp mình hay sao? Đây là xe của cô ta. Lấy theo. Trời ơi, xe mình hỏng rồi. Mẹ ơi, xe của cô ta đã bị con phá hỏng rồi. Chúng ta mau về nhà thôi. Này, bình tĩnh lắm. Cậu đừng cắn mình. Mình nhất định sẽ không tha cho họ đâu. Wow, đẹp quá. Mẹ ơi, con thích chiếc váy đó. Được rồi con. Yay, mẹ là người tuyệt vời nhất. Chiếc váy này đẹp quá. Ôi trời ơi, là ca sĩ Emma kìa con ơi. Wow, ca sĩ Emma. Cảm ơn một cô ấy đó. Thôi, cho con xin chữ ký được không ạ? Được rồi. Chị à, chăm chụp một tấm ảnh nha. Này cũng là fan hâm mộ của chị đó. Ê, dê, thật quá. Trời ơi. Đẹp quá đi. Ok. Tập của tao. Lại là đứa nhỏ này ư? Lại là cô ta kìa mẹ. Này các người ư? Lần này các người muốn làm gì? Tại sao? Lúc nào tôi cũng xui xẻo gặp các người vậy? Câm miệng. Câm miệng đi. Này thì váy đẹp quá ha. Để tôi sửa lại cho bạn nha. Các người làm gì vậy? Các người làm gì vậy? Hai người đã làm gì đây? Tại sao lại bắt nạt con tôi vậy? Con à, con sao chứ? Hai người này lúc nào cũng bắt nạt con mẹ à. Cô làm mẹ kiểu gì vậy hả? Tại sao lại dạy con như thế cơ chứ? Cầm lấy. Chúng ta đi thôi con. Chúng tôi xin lỗi. Con xin lỗi ạ.
chịu thôi. Chết nè, chết nè, chết nè. Hồng ở đây. Hai người chơi vui thiệt đó. Ok, sắp có một cái lều ngon lành rồi. Thôi nào, chừng lại đi. Hả? Trời, em Thỏ đáng yêu quá đi. Dừng nè. Trời, mau dừng lại đi. Thỏ, Thỏ ơi. À, không được rồi, tại sao lại nhảy xuống đó vậy chứ? Xin chào cô gái. Ai cho cái tay ra? Hả? Chuyện gì vậy? Hả? Tiếng ai vậy? Ai kêu cứu vậy ta? Mau qua đó xem đi. Hình như là Anna đúng không? Anna rơi xuống đây sao? Đi xuống đây. Chúng ta cũng chạy xuống thôi. Mình đang ở dưới đại dương sao? Hả? Kìa là Anna. Thả tôi ra, thả tôi ra. Anna, tôi đến đây. Cái này chặt quá, bỏ được không nhỉ? Cứu mình với. Khó rồi đây. Mình không muốn mình không ở đây đâu. Quá. Còn ông vịt ở đây rồi. Khả năng cái này sẽ bỏ được. Wow, hay quá. Chúng ta mau bơi lên thôi. Nhanh lên mọi người. Chúng ta thoát rồi. Thoát rồi, may quá. Mệt quá đây. Nghỉ ngơi một chút đi. Thành công rồi. À, mọi người, mau ra kia chơi đi. Nghe hay đấy. Mình thích chơi lắm. Yay. Mọi người đi. Tiếng. Ừ? Gì vậy? Chó sói ư? Ôi không. À, mẹ ơi, cứu mình với. À, nó không trèo lên trên này đâu. Chúng ta cứ bập bênh này một lúc mà nó mệt thôi. Đuổi nó đi rồi. Bên này nữa nè. Wow, nhà bóng kìa. Bắt lấy nè. Ây da, cái gì ấy nhở? Tất cả mắc bẫy của chúng ta rồi. À, mình có kế này. Ok, đây rồi. Mọi người trèo lên nào. Mời lên mọi người. Chúng ta thoát rồi. Đúng rồi. Xin chào mọi người nè. Tất cả là do các cậu đúng không? Chúc mừng, chúc mừng. Đây chỉ là một thử thách nhỏ nhỏ thôi. Và các người đã nhận được bằng khen. Mọi người cùng chụp ảnh nào. Chụp với nhau bức ảnh nào. Gặp lấy. Làm ăn cái kiểu gì đấy hả? Ây dạ, tôi xem. Ôi trời ơi, thế còn cổ mình thì sao? Cô tí hồ sơ viết cũng sai. Cô đưa đây xem nào. Dạ, cô em đây. Làm mặt tiếp theo. Em coi đi ạ. À, làm ok đấy. Ôi trời, may quá. Dạ, em cảm ơn sếp. Cô ơi đó, mau đi ra ngoài làm lại tôi. Dạ. Anna, anh có cái này cho em. Em cảm ơn sếp nhiều nha. Hả, cái gì thế? Sao cô ta lại được cơ chứ? Tại sao không phải là mình? Có số tiền này, mình sẽ đi ăn một bữa lẩu cho thật đã. The next day. Trời ơi, ai làm vậy ta? Cậu ngồi xuống đây đi. Chuột, 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 chuột. Mẹ ơi. Ôi trời ơi, con chuột này. Mau, mau biến đi. Ở đây có chuyện gì vậy? Sếp ơi, không có gì đâu sếp. Nói bé đó nhá. Thôi được rồi, không có gì phải sợ, có mình ở đây rồi. Không biết ai đã làm ta. Chúng tôi về đây. Tạm biệt. Chào nha. Anna. Có cậu về trước đi. Mình phải cố làm cho xong mới được. Ủa, điện hôm nay sao kỳ vậy? Không phải là có ma chứ? Không mở được cửa. Ê, mở ra, mở cửa ra. Có ai không? Tôi không muốn chết ở đây. Có ai không? Sợ quá, sợ quá. Mở cửa ra, mở cửa ra cho tôi. Mở cửa.
Hả? Cái này là sao? Sếp à, em xin lỗi. Anna. Mày là đã bỏ được cái gai trong mắt. Cô giỏi lắm thì sao? Hả? Cái gì vậy? Cô làm cái gì vậy? Muốn kiếm chuyện với tôi hay vậy? Để xem ai mới là người kiếm chuyện. Hả? Này thì Anna này. Trời, phải chụp hình lại. Để coi, có trò vui mới này. Sợ chưa, sợ chưa? Tại sao? Bây giờ cô còn muốn cãi hả? Tại sao cô lại làm như vậy với tôi? Hóa ra là cô à? Mà chết ra. Nè, cô không sao chứ? Dạ, em cảm ơn anh. Có gì đâu. Mọi chuyện ok rồi. Em cảm ơn sếp nha.